Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Quốc Cường. Công việc hiện tại của mình là làm tóc cho chị em phụ nữ. Thì hàng ngày mình tiếp xúc đến rất là nhiều khách hàng và mình rất chú trọng về cái hàm răng và ngoại hình. Thì trước đây mình đã từng đi làm răng sứ hàm trên ở một nha khoa khác. Nhưng sau một thời gian thì mình đã sử dụng uống cà phê nhiều và hút thuốc thì răng của mình đã bị ố đi, vàng rất là nhiều. Thì vô tình có một lần mình nhìn thấy một bài quảng cáo của nha khoa Athena tại 97 Nghĩa Tân. Thì mình đã qua đây thì được các bác sĩ trực tiếp tư vấn cho và dịch vụ tẩy trắng bằng đèn plasma công nghệ của Ý. Thì thời gian làm nhanh hơn là mình nghĩ. Chỉ trong vòng 40 phút mà răng của mình đã trắng tương đương với hàm trên bọc sứ. Mình khá là hài lòng với dịch vụ ở đây. Và cảm ơn các bác sĩ và các nhân viên ở đây rất là nhiệt tình và tận tình chăm sóc. Mọi người hãy đến nha khoa thẩm mỹ Athena để có một hàm răng đẹp và một nụ cười đẹp.